Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ trang sức thạch anh tóc tài lộc. Bộ trang sức thạch anh tóc tài lộc được chế tác với sự khao khát vươn tới tương lai, vươn tới những điều tốt đẹp nhất. Trong phong thủy, người ta tin rằng khi sử dụng đá thạch anh tóc thường xuyên giúp xua đuổi tà ma, mang đến sự vui vẻ, niềm hứng khởi trong cuộc sống. Ngoài ra, đá thạch anh tóc còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe. Bộ trang sức thạch anh tóc tài lộc chính là món quà ý nghĩa để dành tặng cho người thân và bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.